13 câu triết lý nhân sinh kinh điển giúp bạn thay đổi cuộc đời. Đời người giống như một vở kịch. Trong vở kịch ấy, chúng ta có thể tự mình lựa chọn vai diễn cho bản thân. Có đôi khi nhìn vào những trí huệ và cảm ngộ về cuộc đời của người khác, chúng ta có thể thụ được chúng, ít nhất cũng làm thay đổi quan điểm sống của mình. Dưới đây là 13 câu triết lý nhân sinh giúp người đọc phát hiện ra rằng kỳ thực để có một cuộc sống hạnh phúc và bình thản không phải là một việc quá khó. 1. Khi bạn thù hận, oán giận người khác thì người bị hận không hề đau đớn mà chính bản thân bạn mới là người bị tổn thương, thống khổ khiến bản thân đầy thương tích. Cho nên sống trên đời luôn nhớ kỹ rằng tuyệt đối không nên hận thù người khác. 2. Duyên phận giống như một cuốn sách, không để ý sẽ bỏ sót mất, đọc quá chăm chú thì sẽ rơi lệ. 3. Không tranh cãi với kẻ ngu ngốc, nếu tranh cãi với kẻ ngu ngốc thì rốt cuộc sẽ không biết ai mới là kẻ ngốc. 4. Bằng cấp là huy chương đồng, năng lực là huy chương bạc, đối nhân xử thế là huy chương vàng, tư duy mới là quân át chủ bài. 5. Sự thành công của một người không phải được quyết định ở điểm khởi đầu mà là ở chỗ bước ngoặt. 6. Một người lớn lên tốt đẹp như vậy, xuất sắc như vậy, nhưng tự bản thân lại không biết thì chính là khí chất, phong độ. Một người giàu có như vậy, có tài hoa như vậy, nhưng người khác lại không biết, đây là tu dưỡng. 7. Nóng giận mà ước chế được nó thì đó lại là bản lĩnh. 8. Làm đi làm lại một việc đơn giản nào đó thì được gọi là chuyên gia, nhưng dụng tâm làm một việc trùng lặp thì đó là một người chiến thắng. 9. Thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng ròng. Nói chuyện phải dùng đầu óc suy nghĩ, việc nhạy cảm phải nói cẩn thận. Mỗi người phải tự quản tốt cái miệng của mình, đừng nhất thời để thỏa mãn cái miệng mà nói lời hầm hồ, như thế tự nhiên có thể hóa thù thành bạn. 10. Coi trọng, hiểu người khác hơn một chút, luôn mang trong mình lòng cảm kích khoan dung. Khoan dung là một loại mỹ đức, cũng là một loại trí tuệ. Biển có thể dung nạp trăm sông mới có thể rộng rãi. Cảm ơn bạn bè vì họ đã giúp đỡ mình, cho mình sự ấm áp. Cảm ơn người thù ghét mình bởi họ cho bạn sự kiên cường. 11. Trên đời này có hai việc mà chúng ta không thể không làm. Một là đi, hai là dừng lại, xem bản thân mình có phần tâm thái tốt đẹp hay không. Tâm thái tốt là người bạn đồng hành tốt, giúp ta mừng rỡ và khỏe mạnh. 12. Con người sống ngày nào chính là phúc khí, phải biết trân quý. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, đừng để tâm vào những chuyện vụn vặt, như thế thân mới có thể thoải mái và tâm cũng thoải mái. 13. Tiền có hai loại, tiêu hết thì là tiền tài sản. Nếu để cất giữ không tiêu thì chỉ là giấy, là di sản. Thái độ sống của một người như thế nào sẽ khiến cuộc đời người ấy như thế ấy. 13 câu châm ngôn về cuộc đời này có thể giúp bạn hướng đến một con đường tốt hơn, sống được thông thuận, suôn sẻ hơn. Hãy chia sẻ điều này đến những người bạn, người thân yêu của mình để cùng nhau làm cho thế giới này tốt đẹp hơn. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Chúc tất cả các bạn luôn mạnh khỏe và có niềm vui trong cuộc sống. Những câu nói hay của Khổng Tử. 1.
Ai chinh phục được chính bản thân mình thì họ là chiến binh hùng mạnh nhất. 2. Đừng bao giờ làm bạn với những người không có gì tốt hơn mình. 3. Mỗi khi tức giận nổi lên, hãy suy nghĩ về những hậu quả của nó. 4. Bằng 3 phương pháp, chúng ta có thể học được sự khôn ngoan. Thứ nhất, bởi sự quán chiếu chính là cao quý. Thứ hai, bằng cách bắt chước, cách này dễ nhất. Và thứ ba là bằng kinh nghiệm, đó là cách cay đắng nhất. 5. Khả năng của con người sẽ không bao giờ bắt kịp được nhu cầu xã hội. 6. Những gì người có địa vị cao thường kiếm là ở bản thân mình. Những gì người có địa vị thấp bé thường kiếm là ở những người khác. 7. Bất cứ nơi nào bạn đi, hãy đi bằng tất cả trái tim. 8. Hãy đưa hướng dẫn cho những người tìm kiếm kiến thức sau khi họ đã phát hiện ra sự thiếu hiểu biết của chúng ta. 9. Nghĩ đến cơ thể thì đừng mong cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì tham dục dễ sanh. 10. Lỗi lầm thật sự là có lỗi nhưng không sửa đổi được nó. 11. Mọi thứ đều có vẻ ngoài tuyệt vời, nhưng không phải ai cũng có thể nhìn thấy được điều đó. 12. Dở nhất trong cách cư xử là không thấy lỗi sai của mình. 13. Khi bạn yêu một điều gì có nghĩa là bạn muốn sống được điều đó. 14. Sự im lặng là người bạn thật sự và không biết phản bội. 15. Cứu xét tâm tính thì đừng mong không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. 16. Dùng thì đừng nghi ngờ, nghi ngờ thì đừng dùng. 17. Có kiến thức không nghi ngờ, có lòng nhân không ưu tư, có dũng cảm không sợ hãi. 18. Danh không chính, lời chẳng xuôi. 19. Vô minh là đêm của tâm, nhưng đêm đó là đêm không có trăng và sao. 20. Học mà không đăm chiêu là vô ích, suy nghĩ mà không học là hiểm nghèo. 21. Ngồi bàn tiệc đừng ra vẻ anh hùng, rượu đã làm cho nhiều người gục ngã. 22. Điều mà người quân tử suy nghĩ và trằn trọc chính là đức hạnh. Điều mà kẻ tiểu nhân ngày đêm lo nghĩ chính là bổng lộc và lợi ích. 3. Nếu có người khạc nhổ sau lưng bạn, điều đó có nghĩa là bạn đang ở phía trước họ. 4. Nếu ghét một người có nghĩa là bạn đang thất bại trước người đó. 25. Làm ơn đừng cầu mong đền đáp, cầu mong đền đáp là người có mưu tính. 26. Quân tử giúp người không bao giờ so đo tính toán, kẻ tiểu nhân so đo tính toán mà không giúp người. Người quân tử hòa mình không cùng hòa người khác câu kết, kẻ tiểu nhân lại câu kết móc mỉa người khác mà không hòa mình, cho dù bề ngoài thì tỏ ra hòa mình với mọi người. 27. Trước khi bạn bắt tay trả thù ai đó, hãy đào hai cái mộ. 28. Người quân tử nghiêm khắc với mình, kẻ tiểu nhân lại khắc khe với người khác. 29. Người tài đức làm rồi mới nói, họ nói theo những việc đã làm. 30. Mất niềm tin vào bạn bè còn xấu hổ hơn bị bạn bè lừa dối. 31. Người không có chữ tín sẽ không làm nên việc gì cả. 32. Thấy lợi đừng nhúng tay ngay, nhúng tay có ngày hắc ám tâm trí. 33. Có ba dạng bạn bè ích lợi và có ba dạng làm nguy hại: bạn ngay thẳng, bạn trung thực và bạn học rộng hiểu nhiều là bạn lợi ích. Bạn làm bộ làm tịch, bạn ưa chiều chuộng
và bạn hay gian xảo, nịnh bợ là bạn nguy hiểm. 35. Người quân tử yêu cầu đó là bản thân, loại tiểu nhân yêu cầu đó là loại mọi người. 36. Người quân tử luôn hướng lên, hướng xa, kẻ tiểu nhân thì càng ngày càng hướng xuống dưới. 37. Có kiến thức thì không nghi ngờ, có lòng nhân thì không ưu tư, có dũng cảm thì không sợ hãi. 38. Làm việc đừng mong dễ dàng thành công, vì nếu dễ dàng thành công thì bản thân thường kiêu ngạo. 39. Ai cũng có quyền được học hành, được hưởng nền giáo dục, không phân biệt loại người. 40. Hãy tìm ngọn nến nhỏ để thắp lên, đừng ngồi đó nguyền rủa bóng tối nữa. 41. Học cho rộng, hỏi cho kỹ, nghĩ cho thấu đáo, phân biệt cho rõ ràng, làm việc cho hết sức. 42. Một người không suy nghĩ và lập kế hoạch lâu dài sẽ gặp rắc rối ngay tại cửa nhà mình. 43. Nhìn vào những lợi ích nhỏ nhặt sẽ cản trở hoàn thành những việc lớn lao. 44. Hãy chọn công việc mà bạn yêu thích. 45. Sự nghiệp không nên cầu mong, không có chông gai. Trắc trở vì không có sự nghiệp, ý chí sẽ không vững vàng. 46. Không quan trọng việc bạn đi chậm như thế nào, miễn là đừng bao giờ bạn dừng lại. 47. Người không biết lo xa sẽ gặp phải phiền hà trước mắt. 48. Đừng lo mình không có chức vị, chỉ lo mình không đủ tài để nhận lấy chức vị đó. 49. Trong đời đừng cầu không thử thách, vì không thử thách thì kiêu sa sẽ nổi dậy. 50. Kẻ ngốc khinh miệt lời khuyên tốt, người khôn ngoan sẽ ôm nó vào lòng. 51. Đá quý không thể được đánh bóng mà không có ma sát, con người không thể tốt lên mà không phải trải qua kỷ luật. 52. Bản chất của kiến thức là có nó và áp dụng nó. Nếu không có kiến thức, hãy thú nhận sự thiếu hiểu biết của mình. 53. Giống như nước, người khôn ngoan sẽ biết thích nghi với nghịch cảnh. 54. Cây dừa dẻo dai luôn sống sót qua những cơn bão, cây sồi hùng vĩ thường gãy đổ sau cơn mưa. 55. Những người ở đẳng cấp khác nhau sẽ có những hành động khác nhau. Việc họ làm gì sẽ nói lên họ là ai, họ là người như thế nào trong cuộc sống. 56. Khi biết rằng đó là mục tiêu không thể đạt được, đừng điều chỉnh mục tiêu, hãy điều chỉnh hành động. 57. Đừng làm điều mình không thích với người khác. Đối với quê hương, gia đình, ruột rà, nên tránh gây thù, chuốc oán. 58. Không nhìn điều sai trái, không nghe điều bậy bạ, không nói điều vu khống, không làm điều càn quấy. 59. Chúng ta nên cảm nhận đau khổ, nhưng chúng ta không nên bị chìm dưới áp lực của nó. 60. Chỉ có sự khôn ngoan và ngu ngốc nhất của con người là không bao giờ thay đổi. 61. Hiếu thảo là cội nguồn của đạo đức. 62. Tôi nghe nhưng tôi sẽ quên, tôi thấy và tôi sẽ nhớ, tôi làm và tôi sẽ hiểu. 63. Hiểu những gì mình cảm giác được và không cảm giác được, đó chính là tri thức thực sự. 64. Tâm còn chưa thiện
phong thủy vô ích. 65. Bất hiếu cha mẹ, thờ cúng vô ích. 66. Anh em không hòa, bạn bè vô ích. 67. Làm việc bất chính, đọc sách vô ích. 68. Làm trái lòng người, thông minh vô ích. 69. Không giữ nguyên khí, thuốc bổ vô ích. 70. Thời vận không thông, mưu cầu vô ích. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Kính chúc tất cả quý vị và các bạn được mạnh khỏe và sống an vui.